Vật kìa. Vật. Mẹ. Hà Lan á. CF. Hà Lan CF là ông nào? Wow. Em thường hỏi là mình hay like ở đâu ạ? Đây. Oliver. Livestream hàng ngày với rất nhiều nội dung độc quyền, độc đáo. Nhớ nhá, Oliver. À, hôm nay rồi đúng không? Hôm nay ngày cuối cho nên là anh em mình phải mở trước 12 giờ. Để quay xong trước 12 giờ và chọn quà xong. Nếu không là mít. Đây là sự khác biệt của cái việc mà đã quay 10 lần. Đấy. Quay đủ 10 lần sự kiện bi lắc thì sẽ được chọn gói Icon The Moment. À, gói này. À, nếu mà anh em mà quay đủ 20 lần thì anh em sẽ được một gói Icon The Moment tháng 9. Tức là những cái cầu thủ mới tháng 9. Còn nếu mà như thế này thì sẽ là All The Moment. Thế All The Moment này thì có một chiến thần rất là khủng khiếp, 7 sao skill và đá ở Argentina trong những số 10 cổ điển cuối cùng của bóng đá thế giới. Không ai muốn đụng vào ông ấy cả. Đấy thì đương nhiên là phải chọn rồi. Bây giờ cái việc săn coi mô mình khá khó khăn, chọn thôi. Còn lại thì vẫn phải là gói bách to bách anh em. Rồi, như vậy là được 1.700 tỷ BP tươi. Chia ra 3 gói thì là mỗi vòng thì cũng được hơn 500. Mỗi vòng được khoảng 570, 580 đó. Như vậy là mức là no mờ anh ạ. Mức này mức no mờ, không có gì là nổ hũ cả. Rất bình thường. Không biết là anh em đã tương tác với kênh cho nó lên đề xuất chưa? Anh em biết cách rồi đúng không? Biết nhưng chưa chắc đã làm nè. Giờ anh em thêm tí đi để tôi mở thẻ luôn. Phong cách mở thẻ thì là rất là cục xúc thôi. Mở không màu không mùi. Ôi giời. Đấy, icon Real Madrid. Chúng ta sẽ mở chữ chữ ột à. Ột, xem ột thì có khác không. Tôi nghĩ ột thì chưa chắc là đã ngon. Đấy, không qua đường hầm Putrazeno. Nhưng mà thôi vẫn được 8 củ. Gói này thì cũng khá là an toàn. Không đến nỗi. Không đến nỗi. Chữ vật anh ạ. Chữ vật là sẽ qua đường hầm. Không. Mình đã nói sai. Canavazor 6 củ nữa à. IT gói 97. Từ giờ thì sẽ mở ấy nhá. Sẽ mở cả 3 gói luôn. Chữ M cạnh trái. M con cạnh trái. Chữ M cạnh trái. Góc cao. Má. Gói này thì gần ra là cờ Hà Lan. Cờ Hà Lan là đẹp. Úi ố xà. Phan cao anh ạ. Phan cao. Gói 97 ra cầu thủ 102. Thế là cũng được. Được. Ở dưới Rabiot là con xài được này. Rabiot đã đá được nhiều team color. Trong đó có team Juve là người ta cũng thích. Phan cao là cũng được rồi. Gói 97 mở con 102 là được phết rồi anh em. Không có con nào min cả. Lại là chữ M này. À, M đấy thì không ổn lắm. Bây giờ sẽ là chữ vật. Chữ vật nhưng mà là V đầu. V đầu góc cao. V đầu góc cao là người Đức. Ma thú rồi, ma thú. Ô. Sao lại vẫn loay nữa. Ma thú mùa này thì như là chỉ số không cao, 117 đi này. Ma thú mùa tôi nhớ 117, 118 này. Nhưng mà cũng đỡ hơn. Cũng đỡ hơn Julian Draxler nhỉ. Draxler với lại Stekelenburg. Min. À, Min. Hay gọi đấy Min thì không có cái gì gọi là tự hào cả. Mình sẽ skip nhanh. Mình sẽ skip nhanh. Nay chưa gặp bạn thân. Bạn thân đi chơi à? Ma thú mùa đấy lại là cam à? Ok. Eusebio. Gỡ luôn. Gỡ luôn. Easy. Eusebio đi cùng với lại Ian Doái. Cũng kiểu vậy lên voi xuống chó. Ian Doái.
Eusebio, nhưng mà gỡ rồi. Mở gói này ra Eusebio là gỡ, vì gói này là gói lởm anh em. Gói lởm mở ra Eusebio là quá đỉnh à. Tôi tự thấy mình hay nữa. Anh em có thấy hay không? Nice. Không biết là bây giờ Zola nó đã limit chưa mà sao mở chẳng bao giờ ra nhỉ? Zola, Zocow. Nào. Zocow chứ không phải Ashley Cow nha. Má. Chữ vật cạnh trái, góc cao. Ô giờ bìa đen. Kenny Dalglish thôi, xong rồi rồi. Mở ba gói bìa đen thì thôi rồi. Kenny Dalglish. À. Ồ, không đến nỗi anh em ạ. Không đến nỗi nha. Gói này mở thế mà lại được nha. Steven Gerrard đá hay này. Steven Gerrard con này đá hay này. À không đến nỗi. À. Nếu mà mở ra bọn CFA thì ngon hơn. Nhưng mà tên đấy thì cũng không đến nỗi. Nếu mà so với mặt bằng chung của gói không đến nỗi. Không xịt. Không bị xịt anh em ạ. Bây giờ chúng ta sẽ đến với chữ phẩm đi nha. Chữ phẩm nãy giờ chưa đụng. Chữ phẩm để cô limit rồi thì phải, cho nên mở không ra đâu. Để cô limit rồi, mở không ra đâu. Phẩm. Brazil. Ôi trời, các lốt à. Các lốt không? Có được các lốt không? Nó lại tê lét. Nó không được các lốt. Ba con min. Kevin Lozano, Ederson và tê lét anh em ạ. Bố của min rồi. Tôi sẽ quay lại chữ vật với dấu nặng. Nặng tình, nặng nghĩa. Vật. Chữ vật LOL. Chữ vật LOL. Hôm qua hai con Perisic, hôm nay sẽ là hai con Ibra. Ô cờ ý à. Cờ ý CM. Lai. Barzela. Xịt. Hai con Barzela. Full ba con cờ ý luôn. Tờ này thì không phải min. Tờ này không phải min nhưng mà gần min anh em ạ. Lại hai con Barzela. Nhà dán làm kiểu gì cơ cấu thế nhờ. Barzela thì là team Inter. Dạo này cũng nhiều anh em build. Cũng được. Giá này là giá đang ngon này. Giá này đang ngon. Gọi back to back. Mở nhanh để anh em thấy. Gọi là cái lời cảnh tỉnh cho những anh em nạp nhiều. Chữ vật là thất bại rồi. Bây giờ thì chơi cái chữ gì được nhỉ? Nãy giờ chỉ có chữ M. Chữ M nhỏ. Một góc trái là thấy ngon. Chữ vật là toang rồi. Thôi rồi, tôi sẽ quay lại. Tôi sẽ quay lại với cái bản ngã này. Tôi sẽ quay lại với cái tên này. Cờ bồ, giờ đúp. Ui, cờ Pháp à? Cờ Pháp lại lờ đúp. Ồ, Henry. Sao vẫn có thể lòi ra con này? Sao Henry tóc lại xù ra thế kia? Sao Henry lại đá cho Bayern? Bayern. À, chà. Ôi giời. Dante pick giá. Dante pick giá 30. Gỡ. Tôi tin là gói này nó sẽ về. Anh em mình sẽ về rồi. Dù cái thử thách này nó hơi lớn nhưng mà mình tin là chúng ta nó vượt qua rồi. Cái điểm cực tiểu và parabol mình qua rồi. Bây giờ sẽ là chữ T đi. Chữ T đi. Đúng vào cái dấu chấm giữa chữ T luôn. Chữ T luôn. Nhân vô thập toàn. Nhưng mà mở vào này là ra hàng xịn. Đấy. Đúng chữ thập luôn. Cờ Hà Lan. CF. Cái gì thế? Thiago Silva. Chính là hắn. Silva anh em ạ. Ba dế xí. Ui trời, đúng Hà Lan CF thật kìa.
đọc quả lệnh chuẩn thế rồi mà lệch ra còn bơ cằm. Đúng Hà Lan CF thật kìa. Đọc lệnh nó đang hơi lệch một tí. Đấy, Hà Lan CF thật nhưng mà lại lệch sang nhà hàng xóm. Nó vẫn được. Giá cả là vẫn chấp nhận được. Rồi, mở tạm hai gói mồi. Makelele, Miguel Veloso, cầu thủ đẹp trai nhất thế giới, Miguel Veloso, Makelele, có lúc nào vui tay đập chín, Makelele chỉ để vui tay đập chín thôi. Ok, ghé bài, chúng ta còn 3 thẻ nữa thôi, 3 thẻ nữa. Ví dụ như tôi thì sẽ mở CR7 quả này. Những anh em khác thì sẽ mở được Van der Sar đấy. Cái này là gà rán nó định sẵn rồi. Đây, mở cho anh em xem này. Tôi mở cho anh em xem. Rồi bây giờ chữ ột nhá. Mở chữ ột đi cho anh em gọi là nó khác đi. À, dấu mũ chữ ô. Mà đâu rồi? Cơ bồ. Ui, lại Tây Ban Nha. Tây Ban Nha lờ đúp Pedro. Pedro 3 lít. Không ngon lắm. Pedro 3 lít thì không ngon lắm. Có giá trị sử dụng nhưng lại không ngon lắm. Rồi, Tây Ban Nha với lại Bồ Đào Nha thì là hàng xóm của nhau. Tây Ban Nha lờ đúp rồi thì bây giờ là Bồ Đào Nha rờ đúp. Đẹp. Thế là đẹp. Gói cuối nhá. Gói cuối mình lại quay lại với cái truyền thống kênh. Chưa? Anh em có đồng ý không? Gói cuối mình quay lại với cái truyền thống kênh. Mình sẽ mở đúng cái bản ngã của kênh. Chữ vật. Dấu nặng của chữ vật. Đúng kênh luôn. Cơ bồ. Giờ đúp. Ô. Neymar hay Ninho. Ronaldinho anh ạ. 7 lít. 7 lít là đẹp. Con Ninho này thì là ngon. Nó đợt trước con Ninho này 1.500 tỷ, bây giờ nó xuống rồi. Quán này còn có Neymar nữa. Neymar trùng vị trí. Tôi nhớ là Neymar cũng trùng vị trí với Ronaldinho. Nhưng mà Ninho là mắc chỉ số. Ngon rồi. Gỡ, thấy chưa anh em bảo. Anh em mình đang đi lên gọi là cái đường lên của Parabol cả. Cái gói cuối cùng mới là đỉnh Parabol. Đấy. Lúc nãy là điểm cực tiểu đi qua rồi. Đây, đây mới là đỉnh, đây mới là đỉnh Parabol này. Phải quay 10 vòng mới có gói này anh em nha. Anh em phán cho tôi đi. Phán cho tôi quả này nó ra cờ gì. Ra cờ Brazil khá nguy hiểm. Cờ Brazil có Garincha đúng không? Đấy. Trong cái gói moment có Garincha. Garincha là xịn rồi. Có Pele. Có Socrates, ui, căng nhỉ. Tờ Pháp thì có David Trezeguet, ui, nghe của ác chiến. Makelele à? Đáng sợ thật. Hungary thì nó hơi xa. Eric Cantona. Từ Brazil có Carlo Alberto, Carlo Alberto. Cafu. Gói này có Cafu chưa ta? Có rồi. Có gói này mà mở ra. Gói này mà mở ra lại cờ Argentina là thôi luôn này. Anh em để tôi. Quay 10 vòng mới ra gói này. Ui. Chữ vật nha. CF là ông nào? Wow! Trời ơi! Con Johan Cruyff này tôi nhớ là vé đổi nó phải 3.001. Tôi nhớ là coi mở con này phải 3.001. Wow!
Trời, Icon TM nó không đọc Gulit các ông ơi, Icon TM chưa có Gulit các ông ơi. Gulit cái nào mà game nó sắp sập nó mới ra. Icon TM gì đã có Gulit. Quán đỉnh. Mắc chỉ số. Xứng đáng mà là giỏi. Ai mở hay thế nhở? Tóc cổ lại rất là mượt đi chứ. Đấy anh em thấy chưa, đúng cái parabol luôn. Mở mấy gói kia là nó bây giờ nó lên. Quán đỉnh. Làm hồi cho Gulit. Làm hồi cho Gulit. Bậy nào. Có 1.700 anh em. Em cứ tưởng 3.100. Bỏng rồi, ăn mừng hơi lố. Đấy, anh em cho tôi xin lỗi nha. Ăn mừng và hơi lố. Có 1.700 rồi. Con này có 1.700 rồi. Con này 1.700 thì là tính ra là hơn Hungry một tí. Nó hơn Hungry một tí. Hungry là 1.600. Ông này là 1.751. Cứ tưởng là 3.001. Ông này 1.700 nhá. 1.700 cộng với lại là Johan 5. Johan 5 là chỉ số là 120. Thực ra tính ra như này cũng là kinh rồi. Con này cũng là kinh nhỏ. Được à, quả nổ hũ Johan. Lotus Home Cà Phê tọa lạc tại 69 Polisano Sunset Town. Số đẹp nhà cũng đẹp. Hãy đến với Lotus Home Cà Phê và tận hưởng cảnh quan du lịch châu Âu Sunset Town độc đáo với tầm nhìn ra hoàng hôn. Một thị trấn châu Âu có các quán cà phê BeautyQ, hồ bơi vô cực, bãi biển, quán bar, chương trình biểu diễn nhạc nước, cáp treo và nhiều hơn nữa. Thưởng thức một ly cà phê thơm phức tại không gian đáng yêu cực chill, check-in cực đẹp. Dịch vụ đưa đón tại sân bay và cho thuê xe máy Vivu suốt ngày, truy cập ngay Lotus Home Phú Quốc. Cảm ơn vì đã theo dõi hết video. Hãy bấm đăng ký theo dõi kênh của mình và nhớ bật nút chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mình ra trong tương lai. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.